cổng gạo 7 mét, motor 7,5 kW, 3 pha, Việt Cơ Hà Nội, do siêu thị máy 24 giờ phân phối. Đây là sản phẩm đang được thị trường chưa dùng. Đây là toàn bộ vật dụng đi kèm theo máy điện. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt đặt. Đây là đầu máy thì ta đặt theo khung và đúng vị trí. Chúng ta sẽ xếp bộ ốc này vào. Thì bảo nó tí nữa bảo nó coi như bảo sẽ cho. Sau khi các bạn lắp ốc xong, sẽ chặt cho mình 4 chân ốc và 4 phần. Thì bắt đầu mình sẽ lắp bánh răng vào. Đây là bánh răng. Lắp bánh răng vào. Ta sẽ lắp bánh răng dưới phần dao cắt. Điều chỉnh đúng dao. Đây các bạn để ý dùng tu vít hai cạnh bé để làm tập vào. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp phần khung zoom, khung zoom chuyển động, lắp đúng mặt hàng. Đó, bạn lắp ốc này vào cho phần thanh đỡ zoom. Buli vào cho mình thì các bạn thấy đầu buli đầu dày sẽ vào phía trong máy lắp chuẩn đúng cá. Ok, máy đã vào, mình sẽ dùng búa đánh vào ốc để xoáy buli vào, giữ chặt buli. Bạn dùng búa đóng. Sau khi các bạn lắp hai ốc quạt sau, cái bí lên đâu, chúng ta vặn ốc trên thân máy. Các bạn nhớ siết chặt nhé.